chờ ngày ra lệnh tấn công đập tan âm mưu thâm độc của nghĩa thù. Vâng, với chiến công những người con trong lòng mình đã góp phần thắng lợi các cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, mời quý vị xem đức cậu ba cha con sáng tác Phan Hạnh do các diễn viên câu lạc bộ tài tròi tuồng xã An Hòa tự do, đánh cho Mỹ cũng đánh cho nguyện nhau. Tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam trong một nào vui hơn. Ông Hoài, ông làm cái gì đó? À, cậu tôi, sửa lại mấy cái tay cho nó sạch sẽ, cái nghề nó như vậy. Đập phá đi rồi xây lòng quấy quá cho con này phải mà. Thôi muốn vậy mà đốt tay quá. Cái bó tiền khốn đắt khóc cho con tươi vậy đi chứ ông. Có tiền rồi cũng như không ông à. Con điên trả địa nằm đi vô lặng tầm này. Em đứt cơ đầu kia. Con điên hạ phẳng kia. Phẳng kia là bộ phẳng trong nhà tìm nước tìm hầm cái chết trái gây thảy lần lần chúng ta đi tới một năm tư thuế cắt hồng tôn bao nhiêu công sức thôi cũng đi không đi không về rồi. Ở đời còn nhiều thứ bẩn nữa mà đã ăn thua chi. Ai không có uống miếng nước trong ăn hả con không hiểu. Một căn nhà một bẩn mắt mà tự đấy mà làm ra. Nhưng không tiền cũng chịu thôi không ạ. Ồ vậy à. Chà cái chuồng gà khéo quá, kiên cố quá. Mà sao không có gà? Cái đất này nó độc lắm ông ơi. Cứ nuôi con nào thì nó chết tiệm con đấy thì. À, vậy à, có phủ trên lòng về à, đâu chiều đó mà. À, ôi, mẹ ông. Dạ, dạ, ông ngày trước đó, dạ, ngày trước đó, dân chúc phường này rất huyền từ, nhưng có ông già này là người thuần chất. Nhà cửa trong đâu như thế nào mà khám xét cái gì? Thì ông cứ khám thử con nào. Đây, đây trong nhà. Đây là hắn chốt. Còn đây, đây là cái chuồng gà. Cứ cố lắm. Ông là cảnh sát. Nếu có hiểu gì chỉ xảy ra thì ông chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cứ kệ ra mà khác. Con gái tôi để trong đó tôi còn có biết đó. Thế này là thăng rồi. Con gái ông đi đâu? Nó đi vào phố. Hay là đi
này là thăng rồi là quyết làm thì cam phải chịu ông ơi. Con gà sao không nhúc gà hoài chưa xúc động con gà ở đâu con gái nó để nó đó tôi không có biết. À, ông cảnh sát thấy chưa? Con mắt tôi nó mấy mà. Cụ gà của chúng là họ thủ độ lên đâu? Có nhận lại. Phật khắc này. Ông không nghe tiếng sách kêu à? Có tội gì mà các người nói chứ? Tội gì à? Thì ra mấy cái bay con nhỏ tôi nó sợ cô đã là mất cái nghề của nó chắc là kỹ chưa thế nào tôi ông làm tôi mất mặt hút lên đi qua các người tự điểm đến ngày người ta mặc phá rồi bắt trói rồi bỏ đi à thời buổi bây giờ không phải như lúc các người muốn làm gì thì làm nếu đó mà bỏ trốn thì cá con có thể chết tôi không đuổi mà mà mấy ông nên nhớ rằng là đây là nhiệm vụ trị an an có đáng cái gì bộ thường rồi mới được đi về đi bất cả nhà này ông đã mong điều mà tôi điều là thì chỉ mong các ông mới bớt gặp lòng có dễ đâu nếu không bồi thường mà nói tôi không tôi sẽ kêu hàng khô đến năm này đến đây ở tự mình thế nào ông tư ông bỏ đâu mấy cặp đồng mà chữa còn bắt ông cho sao để họ kêu ra đây lộ được quý thiên nữ kia tôi quà lại cho ông tôi về ông không tôi giấy tôi đi à đi đâu đi tu à ủa chắc cái hầm nào không thì cái hầm nằm trong bóng đó ta cứ hiện rầy mai biết à chết nó cái chết thì mình có lo dữ vậy ba thương con ba phải đi thôi ba à ba phải đi à dạ. Ba để sáng mai có được không dạ không dạ chiều nay thôi ba à đi cũng chiều nay à thôi được thôi coi như để ba đi đâu ba nhập nó cho kỹ chứ cô không say đâu được rồi để ba lo kỹ cho à chị Phương kìa anh ta hồi nhiều giờ có đến đấy không tại sao tôi còn một chiếc chuối chuồng gà tôi đang hành xử ở nhà chúng nó kéo tôi đến đây có phát hiện được gì không anh tôi cũng vỡ tim kìa tưởng đó là có súng ai ngờ một mấy cái bay ông già dữ lắm chiều nay tôi mới thấy tay ông đồng bay mà tôi bắt ông rực lửa buộc tôi còn phải bỏ ra mấy ngàn đồng để có cái chuồng gà sao ba tôi không nói gì với tôi à à anh ta tình hình trong đó thế nào rồi tối thì tôi cùng họ ở đâu anh ở cái bóng ba này để làm gì để mình xếp ký hiệu thằng thủ của thành phố này vậy thì ta đánh đánh gấp quá chưa chuẩn bị gì chưa chuẩn bị gì cũng cứ đánh đây là bước đầu tiên anh đi anh là đòn sâu miếng mắm chưa kia sợ ăn không nổi lại dễ nghèo Thank you.
chị Phượng à, tôi có biết đâu một cô gái người chết tội đầu sông tôi nhảy đầu làm mướn làm thuê. Nghĩ đến nước sông tổ quốc làng quê, nghĩ đến nhân lợi giữ lời thề sắc son mà biết hy sinh cho tổ quốc sống còn, biết hy sinh cho tổ quốc sống còn, biết chết đi là ngày sau một ngày. Chị Phương, những cái giao hiện tại cho tôi xin chào chị. Kìa ba. Chào bác. Không dám chào bác khác. Mới đến ra khắp nhà thì đừng khắp nhà lòng nữa. Cứ hội lòng tôi nghe bà con nói, tôi tự hỏi mình đã làm gì cho con bác sẽ thích được. Chào chị. Ngày sau không nói cái chuyện gì thì đem ra ngoài hiện tại nói. Không biết tấm của ba rồi đó. Nhà rất là phải sạch, ba không muốn có rác rưởi ở trong nhà. Nó này ba không yên mất giày của bọn chúng. Không phải bài cho ba à. Tưởng này, ba thấy con mồ côi nó bán nuôi ba. Nhưng mỗi lửa con đóng hàng dài này. Cầm gà công nuôi con, càng tôi cầm đắng cay. Còn con đây ba bất nhớ con của ba mười mấy năm cha cắt giờ đây ở phương trời nào. Ba cha con không một lời chào, chúng tôi bắt đi mong bước ba lại vào đây. Từ nhà tới đôi bàn tay, bằng nội đến ngày thank you.
bình định mừng dân tiếu hồng còn thêm nay xuất gia với biết bay đánh mì cả thù nhà để lo nước nghĩa không cần gì. Dạ thưa bác, đây có phải là nhà hai con vậy bác? Kìa, có phải là của mà hai là hai con không? À, có, người ở đây một mình phải không bác? Dạ, vừa nghe chúng bác có phải đây không? Bác ở đây một người, chứ con nào là sao bác có việc gì không? Dạ, sao? Đừng bác. Quần áo mà đã sắm sửa cho con rồi đây, con về rước đi.
con về ngay bây giờ đó con. Sao vậy ba? Ba trời to rồi, ba bảo hỏi ba. Con đi đâu? Con đi đâu cũng được con. Con này ba, con xin ba cho con ở lại đây một đêm nay rồi sáng mai con sẽ về ba. Không được, con phải về ngay. Con phải về ngay với con, nếu con ở lại đây thì ba sẽ mang tội gì rồi con. Đứng dậy bà ba.
Dạ, dạ. Sao lại ở đây? Dạ, chuyên mang ngày nhân kỷ về đêm. Thưa cảnh sát, em tôi ở nhà quê ra thăm quân Trần Giấy, ông phường trưởng nghi ngờ bắt đó. Thế nào? À, thì cô em này tôi thấy đi xem cho đâu nào. Từ chiều người đến đường phố, không Trần Giấy là phạm pháp, lít, giống được đó. Giống gì xấu xa. Ông không có quyền làm việc này. Đi đâu thì đi. Oh,
làm cách nào? Được, tôi đến đó, anh mở cửa nhà giam. Chỉ còn chỉ huy. Không, bà biết không có thể đến đó được. Vì là không có trong đàn thì trong ngàn cũng ngã, nhà không còn nhà sẽ ngã liền tay. Đứt một góc chất thì tung ra cả chất, bà biết không có đó được đâu. Bà biết thả qua có thể, nhưng mà có đơn lý có cách rồi. Anh cứ thêm một cố làm anh đi ngay. Kìa ba, đã mấy giờ rồi con? Còn 2 phút nữa làm cách nào? Nổ 3 quả bộ phá phóng làm hiệu lệnh tấn công phải không con? Dạ. Nếu muốn cho con còn biết bao nhiêu người phải mất. Quá đường dây này là tiếng lộ công đồ. Con ơi nếu con là ba, nếu con là ba thì không có cách nào khác. Hả? Dạ không phải con đâu bác, nhưng mà là cái bác từ hầm nằm lao tới. Phượng con có ba, Hà con có ba. Thế là trong cảnh sức này đủ mặt ba cho con ba. Vùng thượng dây rồi, vùng thượng dây ra đó, vùng thượng dây mỗi lửa rồi.